Xin chào khách yêu thích bật lửa của Devashop. Hôm nay Devashop xin giới thiệu với khách một mẫu bật lửa tái bản năm 1918 của hãng Imco. Hàng chính hãng với khách nhé. Đây là một chiếc hộp của nó. Hộp được làm từ giấy màu vàng rất là sang trọng. Quý khách có thể sử dụng làm quà tặng rất là hợp lý hoặc là mua về sưu tầm trưng bày. Dạo này Phương Đó, thấy gọi máy chậm. Legendary Lighter, chiếc bật lửa huyền thoại. Đó. Chờ chờ tao Em lại. thử khui hộp cho quý khách có thể xem rõ ràng hơn nhé. Không sao nhá, hẹn lại ngày thì chịu thôi. Đây là sản phẩm của chúng ta. Đó, được làm từ giấy bìa rất là đẹp. Hàng chính hãng thì hai cái bộ phận bìa và vỏ này nó giống nhau, y xì khách nhé. Đấy, y xì luôn. Nếu mà hàng nhái ấy, thì những cái bộ phận này nó khác nhau này, và cái logo in lên này nó không được sâu, sửa bàn nó không được mát đâu. Em thử mở hộp cho quý khách có thể xem. Đây, hộp của chúng ta gồm có một chiếc thẻ bảo hành này của hãng này và hướng dẫn sử dụng một chiếc bật lửa, và những cái hộp bên trong cũng được in những hoa văn logo của hãng đó. Đây, sản phẩm được làm từ 100% đồng thau nên là quý khách có thể yên tâm về cái độ bền của chiếc bật lửa này. Đấy, logo Imco được khắc nổi này, được những cái ốc vít này gia cố rất là chắc chắn nên quý khách có thể yên tâm sử dụng cái combo này mà không sợ bị lung lay hay là gì hết. Đó, bốn đốt gồm có bốn lỗ, có tác dụng là chống gió. Gió vào đây sẽ bị triệt tiêu hết nên là quý khách có thể đi đường, đi xe máy hoặc là đi với tốc độ cao mà không sợ bị tắt. Đấy. Trên đây có khắc sâu vào và những cái thông tin chi tiết về chiếc bật lửa đây. Đó, quý khách có thể nhìn rõ. Ở bên hông, đây là điểm nhấn cực kỳ tuyệt vời của Imco năm 2017 so với những năm khác. Đấy là hãng in luôn thông tin về thiết kế này, Dacin đồ họa thuộc nước Áo này, tái bản năm 1918. Đấy, rất là đặc biệt và một điểm mới, điểm cộng cho hãng. Đây, sản phẩm đang được bán tại duy nhất tại Devashop. Thì khách có thể vào website deva.vn, ấn vào ô tìm kiếm gõ 6800 để xem những cái hình ảnh chi tiết về chiếc bật lửa này. Đấy, để đặt hàng thì quý khách có thể để lại số điện thoại dưới phần bình luận. Devashop sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn miễn phí. Hoặc là quý khách liên hệ hotline 02466 509 888. Chung à? Đấy, xin Sao chào gọi quý cho khách bạn và gọi hẹn gặp lại.